Hai quả này rất to các bạn ạ, nhưng nó già mất rồi, đây nó già mất rồi, không ăn được nữa. Đây nó có lá ra đây này. Này mà bà bảo vẫn ăn được, ăn nào được. Dạ các bạn nhá, hôm nay tôi làm món lúc nác, nộm lúc nác nhá các bạn ơi. Này mua già hai cái già mất rồi. Này thằng em nó mua trên con vuông à? Phải mua con vuông không? Phải mua trên con vuông mà. Đây bây giờ mình nướng đã nhá. Nướng thì nữa mình xong mình gói vào báo để nó róc vỏ các bạn ạ. Xong rồi nha các bạn ơi, bây giờ là gói vào giấy báo nha, để khi nó mình cạo cạo nó cái vỏ nó dễ các bạn ạ. Để một lát là mình cạo vỏ nó róc luôn. Đâu cạo vỏ nha các bạn ơi. Đây rất dễ luôn nha, mình quá trình mình gói vào bây giờ mình cạo nó rất dễ luôn. Này mình không có dùng nước, không rửa nha các bạn nhá. Rửa nó mất cái chất, cái vị đậm đà của nó đi. Ồ, chỗ này chưa ra kín kỹ này. Hai cái kia già. Già quá. Mua nó lại không thử, toàn mua phải cái già. Chỗ này được một đĩa rồi các bạn ạ. Thằng em nó mua hai cái to mà già mất. Bảo đi mua mấy quả chanh đi. Ông ăn món này bao giờ chưa ông? Chưa à? Món này trên quê cháu là đặc sản đấy ông ạ. Vâng. Cái quả ấy là cái cây hả? Vâng, quả lúc nát đấy ông. Này tin là Yên Bái là nhiều lắm ông ạ.
Hai quả này rất to các bạn ạ, nhưng nó già mất rồi, đây nó già mất rồi, không ăn được nữa. Đây nó có lá ra đây này. Đấy. Này mà bà bảo vẫn ăn được, ăn nào được. Lau sạch cho các bạn nha, lau sạch cho mình thái chéo. Món này phải có lá tía tô nha các bạn nha. Giờ thái tía tô cho vào. Phải có mắm tôm nha các bạn nhá, mắm tôm chanh. Đấy. Mắm tôm đặc càng tốt các bạn ạ. Rồi mình chỉ cần này thôi, rồi vắt chanh cho muối và mì chính vào đây. Rất mặn này, này cho ít bột canh thôi. Thank you.
cần một nửa quả thôi, không là nó chua quá. Bởi vì số lượng cái này nó ít, số lượng ít thì mình cho một nửa quả, là một nửa quả chanh là vừa rồi, đủ độ chua rồi các bạn. Nếu mà nó thiếu thì tí mình cho thêm. Đây, sau khi đến lúc mình ăn thì mình mới cho vào nha các bạn nhá. Bây giờ cho vào trước thì tí nữa nó lâu, nó khó, nó đắng đi ạ. Mà cái món này rất đắng các bạn nhá. Bây giờ mình đảo đều, tí nữa mình chỉ cho vắt gia vị và là có thể sử dụng được rồi. Bắt đầu đảo ra các bạn ơi. Đây là mắm tôm này, cho là các thứ gia vị nha, cho vào đây. Bây giờ chuẩn bị lên mâm thì mới đảo các bạn ạ. Rất là nhiều món nhưng hôm nay tôi chỉ quan tâm đến món này thôi nha các bạn nha. Vậy là đã xong nha các bạn ơi. Xin mời các bạn thưởng thức cùng gia đình nhá. Video đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký và ủng hộ kênh của mình nhá. Chào các bạn nhá.